Mình mở công ty kinh doanh tại Sài Gòn thì lúc nào cũng chỉ lo tập trung làm việc, không có thời gian để chăm sóc bản thân mình. Bây giờ công ty cũng đi vô ổn định rồi thì mình tranh thủ đi làm đẹp để lấy lại nhan sắc cho bản thân mình. Ngôi thay đổi hoàn toàn bất ngờ luôn á, nếp nhăn vừa chán là biến mất luôn. Rồi cái bọng mắt hồi nãy vừa thâm vừa nhiều nếp nhăn cũng hết luôn rồi. Đánh cười nè, được đẩy lên nè, cơ mặt được săn chắc hơn, nhìn thon gọn, đẹp hẳn luôn so với bên này luôn á, nhìn khác biệt quá trời luôn. Thật sự là mình không thể tin được là nó lại thay đổi và đẹp như vậy chỉ sau một lần thực hiện dịch vụ, mà mọi người nhìn thấy cái làn da của mình nó săn chắc nè, nó căng bóng mịn màng, trắng sáng, nhìn hai bên khác biệt nhau luôn, mà nhìn bên này trẻ ra, thon gọn hơn rất là nhiều. Mà mình lúc đầu thì cũng sợ đau lắm, hỏi bác sĩ là có phẫu thuật hay là có dao kéo gì không, chứ mình sợ lắm. Vậy mà bác sĩ nói không có phẫu thuật gì hết, và khi mà làm á thì nó chỉ châm chích nhẹ nhẹ chút xíu trên da, mình có thể chịu đựng được. Và bác sĩ nói chuyện với mình, hỏi thăm tình hình của mình rất là nhẹ nhàng, nhiều khi mình còn ngủ quên mất tiêu luôn. Đến khi tỉnh dậy thì mình đã thấy cái sự khác biệt rõ ràng luôn. Và bây giờ thì mình phải nói là cảm ơn bác sĩ cũng như là BB Thanh Mai đã thay đổi cái diện mạo của mình một cách ngoạn mục, và mình cảm thấy rất là ưng ý và hài lòng. Bây giờ mọi người nhìn thấy hai bên rồi, nó khác nhau, bên này thì sợ xuống là bên này thì cao gọn là đẹp không, thấy chưa? Bây giờ là mình rất muốn là thực hiện liền nốt nửa mặt bên này để cho nó đẹp liền luôn. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.